Cái tuổi hạt là một cái đề tài mà chúng tôi vương vấn mãi khi đến thăm cái viện dưỡng lão tuổi hạt. Và ngày hôm nay, trong cái cảm xúc đó, Trung tâm Dân Sơn đã đưa ra một cái vở hài kịch Tuổi hạt như thế nào. Mời quý vị theo dõi với đôi danh hài Vân Sơn và Bảo Trung. Bà con khỏe không? Em nằm bệnh viện mới ra, khổ lắm, lớn tuổi rồi không có tiền, đau yếu hoài mà không có nhà cửa nữa, thiệt nè. Giờ cần sự giúp đỡ của bà con ở đây, thấy ai cũng sang á, chắc có cho tiền, cho 50 trăm cũng được đó. Ủa, hứa này nhỏ bụng trát tán lên rồi lớn tướng liên hộ hả? Hai hai ống hả? Đây ống già nè, hè gian mặt đâu thấy gớm, hè trên xứ lạnh, mưa gió bất thường, ăn mặc thì cho nó đỡ. Cười không có duyên, không phải cười lấy cảm tình để nhờ sự giúp đỡ. À, hôm, xin tiền hôm lẽ không nói làm tôi hiểu lầm. Dạ. À, để tôi kiếm coi. Hên quá, sáng giờ đói quá. Dạ. Có rồi. Dạ dạ. Nó nè. Giỡn không vui. Đâu có giỡn, cái chìa khóa này không có, lăn lắc về nhà, vô nhà không được à. Ta đợi đứng xin tiền gần chết rồi là móc thò móc hồ chìa khóa. À, xin tiền tôi quên, xin nhiêu? Sáng giờ đói quá thèm tô phở bò cho 50 thôi. Phở gì mắc dữ vậy cha nội? Phở bò. Bò gì? Bò Kobe. À, ăn bò Kobe. Dạ. Yeah. Để coi có tiền lẻ không? Không có tiền lẻ, đưa tiền dẫn thôi. Vậy đó, không phải cái đổi. À, cưa hai không? Đưa 100 cái cưa hai phải không? Dạ. Yeah. À, tiền lẻ tôi không có. Vậy... còn tiền chẵn. Thì không có đem theo. Tôi nãy giờ khô rặn thấy không, không nổi. Bấm cái đã rồi, không có tiền. À, biết rồi. Chắc thấy chỗ này làm ăn được rồi, chiếm địa bàn phải không? Trời ơi, đi ăn xin mà làm như là xã hội đen vậy, chiếm địa bàn đồ nữa. Đừng khi dễ nghe, nhìn thấy tướng tá tôi về với tôi giàu dữ lắm mà. Giàu sao đi không đem tiền theo? Đem tiền theo mà sợ gặp mấy thằng ăn cướp mà quýnh lộn không lại nó. Nè, thấy cái nhà cao cao bự bự kia không? Đừng nói ông là chủ khách sạn à. Không, nhà tôi á. Xạo, nhà gì bự gì vậy? Nhà dưỡng lão. Trời ơi, ở dưỡng lão mà nói dưỡng lão đi, mày đặt nhà tôi rồi đó. thì nhà của tôi ở trong đó, thì tôi nói nhà của tôi chứ làm sao. Yeah. Cái này là cái tay hay cái chân? Cái cẳng còn đâu nội. Cái cẳng sao bằng cái tay à? Nó bằng dài đó. Cái tay không lẽ tay bằng dài? Quên. Không có nhà cửa gì ha? Có chứ. Có nhà trên núi 1 triệu mấy mà không ở. Sao không ở? Sợ ma. Nhà bự quá, sợ ma phải xuống đây ở vòng vòng chơi. Qua đây mấy chục năm rồi mới thấy đường trai già mà lạ như ông vậy. Sao lạ? Ăn lựu đạn mà không chết. Lựu đạn gì? Mở miệng cái nổ mà. Nhà cái 1 triệu mấy không ở ha. Giờ thấy ông vui vui giỡn chơi với ông thôi. À. Rồi vợ con gì không? Có. Đâu rồi? Vợ tôi mất lâu rồi. Mất xong đi kiếm đó. Mất là chết, tôi kiếm gì không nổi. Ai biết? Chết nó chết, mày đặt nó mất ai biết? Tôi sợ ma. Con vợ tôi chết, tôi bỏ nhà đi mấy tháng sợ nó nhát tôi á. Thì tôi nói mất á. Tội nghiệp quá. Sợ ma lắm. Biết tại sao nó chết không? Sao?
Tại nó ở gần ông á. Ông nổ quá nó văng miệng nó chết á. Mai mốt đừng có cưới vợ nữa nha ông. Bà nào ở kế ông mà cũng bị văng miệng chết à. Ai thèm cưới vợ làm gì? Sao hả? Không cưới vợ để dành tiền uống rượu. Sống độc thân chứ gái nó thèm chơi. Ông bị gì á? Cần cứu xe cấp cứu không? Khỏi. Tôi mắc ói. Mà ói không được. Sao vậy? Nhìn ông mắc ói á. Tôi mắc ói nữa. Nói gì tới gái nó thèm ông. Uống gì á? Thuốc lên máu. Rượu thuốc chứ gì? Tôi về uống rượu thuốc hả? Có cái chai gì chứ trọng cọt lung lung. Trời đi. Già cả rồi. Uống ba cái độc hại nó vô người không sợ hả? Sợ gì? Tại ông không biết. Khi xưa ta ở trên trời vì mê uống rượu nên bị đài xuống đây. Xuống đây ta uống cho say, sơ gan củ trướng ta lại bay lên trời. Trước sau gì cũng bay về đảnh thôi à. Bay không có nổi đâu ông ơi. Sao vậy? Nhìn tôi nè. Hồi đó là cũng bị ba cái vụ này nè. Mà giờ đứt hết phân nửa rồi nè. Đứng còn không vững nữa nói chi bay. Qua đây được nhiêu lâu rồi? Thấm thoát mà 4 năm mà. Tội nghiệp quá, qua 4 năm mà đi lang thang vậy. Ấy thôi về bên viện dưỡng lão ở bên đó đi, sướng lắm. Sướng gì? Trời. Ai đi vô dưỡng lão ở? Tôi đi về tôi khỏe re, dư tiền nữa. Sao dư? Cái tiền đi xin á, coi như cái chớp này không có đóng thuế. Rồi lãnh tiền già còn nguyên. Mới qua cái 4 năm mà mánh mùng dữ ha. Rồi đi bụi đời đi xin về rồi không sợ con cái nó buồn ha? Con tôi nó đâu ở gần, tôi đâu mà buồn. Ừ, vậy chứ nó ở đâu? Con tôi đi cách biệt phương trời, biết đến bao giờ con trở lại đường xưa. Cha già xa đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ. Lặng những chiều thu ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà còn chưa về. Tội nghiệp quá. Sáng giờ uống thuốc chưa? Bệnh gì uống thuốc? Cái này bệnh kêu bằng bệnh lâu năm mà giấu nè. Bệnh lâu năm là bệnh gì? Bệnh khùng á. Con trẻ khùng dễ trị nha. Già có ông mà khùng mà khó trị dữ lắm à. Sao nói tôi khùng? Chứ ai tỉnh là tự nhiên là đang nói hát khơi khơi vậy. Tôi thấy hoàn cảnh giống hoàn cảnh cha con tôi hát á. Nhưng mà con ông nó đi đâu? Nó bị bullet bắt rồi. Rồi làm ăn bị bạ bị bắt phải không? Không có, con tôi làm ăn đàng hoàng lắm. Nó làm gì đàng hoàng? Cắt cỏ. Vậy không? Ở đây Việt Nam mình có mấy trăm người cắt cỏ đây nè. Đâu có ai bắt bớ gì đâu. Mấy người đó lựa chỗ dễ cắt, còn con tôi tay nghề cao, nó cắt chỗ khó không à. Chỗ nào? Ở dưới hầm á. Nói chung như nó cắt thì bị bullet bắt. Thì phải rồi ông ơi, cắt dưới hầm bị bắt phải rồi. Con... Dạ, anh thấy ông tôi vậy mà tôi đi bụi đời đó, tôi buồn lắm. Còn ông gia đình ông đàng hoàng quá mà sao đưa ông vô trong trại dưỡng lão ở hả? Bậy, không có đứa con nào mà nó muốn đưa cha mẹ nó vô viện dưỡng lão hết trơn rồi á. Cái này là tôi tự nguyện tôi vô mà. Ông tự nguyện? Phải năn nỉ nó dữ lắm, thuyết phục nó mới cho tôi vô tôi ở à. Không hiểu á. Để tôi nói cho ông nghe, mỗi một gia đình có một hoàn cảnh khác nhau. Hơn 20 năm trước á, gia đình tôi đặt chân lên mảnh đất này
thì vợ của tôi, vợ của tôi đã chết vì một tai nạn xe cộ. Lúc đó thằng con trai tôi mới 4 tuổi à. Tôi quyết định là tôi không có đi thêm bước nữa. Tôi ở vậy tôi dồn hết tình thương để tôi lo cho nó ăn học thành tài. Với lại cũng phần nào đó đền đáp lại cái lỗi lầm mà tôi đã gây ra cái chết cho mẹ nó. Có lẽ cũng nhờ vong hồn của mẹ nó phù hộ, cho nên sau 20 năm hai cha con tôi lăn lộn nơi cuộc sống xứ lạ quê người thì nó cũng đã trở thành một kỹ sư dầu quả rất giỏi. Mà mừng hơn nữa đó là nó cưới được một người vợ đẹp người mà đẹp nết nữa. Tôi nghĩ trách nhiệm tôi lúc đó nó đã hoàn thành rồi. Tôi khuyến khích nó ra ngoài ở cho có sự riêng tư, mà tôi thì cũng thoải mái cho cái tuổi già còn lại. Nhưng mà tai họa lại tới với tôi thêm lần nữa. Sau một buổi nhậu nhẹt quá chén, tôi chở đi bệnh viện cấp cứu. Sáng tôi tỉnh dậy thì tôi về nè. Đừng có hù tôi nghe ông nội. Lúc đó mấy đứa nhỏ nó mới bàn, nó đưa tôi về nhà để tiện bề săn sóc. Con ông có hiếu quá. Thì tôi cũng thấy vậy đó, tôi mới chịu về. Nhưng mà về ở chung với nó rồi tôi mới thấy mình làm phiền nó ông ạ. Trời ơi, con cái nó có hiếu gì mà phiền cái gì. Ông biết mà, tuổi già như anh em mình rồi á. Thì tối ngủ đâu có được. Thành ra tối bên phòng nó làm gì tôi biết hết trơn trọi á. Cha già bậy bạ. Con cái mà đi rình bậy. Ý tôi nói là ở bên này nó thanh vắng lắm. Ban đêm về á, phòng bên kia nó tâm sự cái gì, nó nói cái gì bên này tôi nghe được hết trơn á. Vợ chồng nó rủa ông hả? Không có. Chứ sao? Mà tôi nghĩ đây cũng là câu nói thiệt tình của con dâu tôi thôi à. Nó nói gì? Nó nói là kể từ khi mà anh đưa ba về đây ở, em thấy là anh lo cho ba nhiều hơn lo cho em. Vậy động giận tụi nó không bỏ đi vô trong trại dương lão? Tôi không có giận. Mình hy sinh cho nó cả đời còn được mà. Bây giờ hy sinh thêm chút nữa đâu có làm sao. Miễn là tôi thấy cuộc sống của con gái nó hạnh phúc đầy đủ là tôi vui rồi. Sao ông khóc dữ vậy? Xin lỗi nha, chuyện gia đình tôi mà làm cho ông buồn vậy. Không phải, tôi nghe ông nói tuổi thân tôi, con ông nó cản không cho vô dưỡng lão mà ông quyết định đi. Còn con tôi nó đòi đưa tôi vô trại dưỡng lão, tôi sợ quá tôi trốn vô đây đó. Ông sao mà con ông nó đòi đưa ông vô viện dưỡng lão? Tôi nấu kho mắm có mấy ngày ở nhà thôi mà nó ghét tôi, nó đưa tôi vô trại dưỡng lão. Trời ơi, con gì mà tàn ác dữ vậy, nó nói sao mà đưa ông vô viện dưỡng lão? Hồi nãy tôi ghét nó, tôi trù nó chứ đâu phải là nó đâu có bị bắt đâu. Nó nói, nó viện đủ lý do, nó ba già rồi. Vô trại dưỡng lão ở có người chăm sóc, ở già đó tụi con đi làm hết trơn à, không có ai lo cho ba đâu. Ủa vậy đâu dính dáng người ta chuyện nấu mắm của ông? Tôi nghi. Ông nghi. Trời nó liếc liếc rồi. Không có ông ơi, vậy là không phải ông ơi. Tôi nói ông nghe nè, nó nói vậy là phải rồi. Ông vô viện dưỡng lão ở đi. Gì? Trong đó đó, bác sĩ, y tá trực sẵn. Mình lỡ có bệnh hoạn chuyện gì xảy ra, có người ta lo cho nó đàng hoàng. Hơn nữa vô đó hả, ông muốn ăn cái gì người ta nấu cho ông ăn cái đó. Ăn gì có cái đó hả? Ừ. Chồng có lẩu mắm không? Có luôn. Trời ơi, lẩu mắm ông biết không? Lẩu mắm mà uống với cọt đông lu ngon lắm đó.
không có, tôi dục rồi, tôi dục rồi, dục rồi, không có. Tôi nói ông nghe nè, vô đó ở đi vui lắm. Vậy với lại bà con mà trong đó đó, người ta sinh hoạt lành mạnh lắm. Cuối tuần còn có văn nghệ nữa nghe. Trời tối cuối tuần mà tao nói là mấy cái mà bớt đê đó, bạn già mình là tổ chức văn nghệ nhau vui dữ lắm. Vui dữ vậy đó hả? Ừ. Ở tổng cũng có văn nghệ nữa. Tôi quên giới thiệu với ông, tôi nè, tôi là trưởng ban văn nghệ trong đó đó. Đúng tay ra đây. Vậy mà trưởng ban văn nghệ, không lẽ mỗi lần hát diễn vậy? Không phải, tại hồi đó tôi có đi hát cải lương. Có không? Ừ. Tổng có cải lương là hát mừng sinh nhật người ta hả? Ừ, hát mừng sinh nhật. Hồi đó giờ tôi chưa có nghe hát cải lương mà mừng sinh nhật à. Ông hát thử tôi nghe coi. Dễ lắm. Bây giờ tưởng tượng nha, à, bữa nay sinh nhật ông không? Đúng là sinh nhật tôi luôn. Tôi hát mừng sinh nhật ông nè. Rồi. Ha. Trời ơi, ông lên máu hả? Không có, tôi bắt tông. Trời ơi, hát tại bắt tông gì là hết hồn luôn. Chính rồi. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Thôi. Tôi tưởng là cái đám ma tới. Trời ơi, birthday tôi mà tôi tưởng đâu là tôi đi rồi. Hát chù tôi không nổi. Không phải. Hát mít đê à, cải lương nó hát vậy. Không, nói ông nghe. Sao? Tại tôi giấu nghề thôi. À. Ông hát vậy là bậy rồi. Sao bậy? Kép hát cải lương ngày xưa ở Việt Nam à. Phải không? Kép chánh luôn. Hèn chi. Hồi nãy giờ nói chuyện với ông tôi nhìn tôi thấy ông quen quen à. Ông nhớ tôi không? Nhớ. Rồi. Tôi nhớ hồi xưa tôi đi hát cải lương á. Trong đoàn có một thằng kép hát. À. Nó tên là Bảo Trung. Sao? Nó hát hay dữ lắm. Mà không biết làm sao nghe. Nó đi hát tới chỗ nào á, bị khán giả đuổi tới chỗ đó à. Thằng đó phải ông không? Không phải hả? Trời ơi, tôi hát hay lắm. Tôi dữ lắm à. Em ruột, ông biết Thành được không? Biết. Em ruột có Thành được nè. Ông em ruột Thành được? Ừ. Hèn chi cái lỗ mũi bự giống quá. Bởi vậy. Nhưng mà ông đi hát ông lấy tên gì? Thành mất. Sao tên kìa? Ông kia được, tôi mất. Ở nhà mất hết rồi, ăn mày luôn nha. Phải không? Phải em Thành được không? Thiệt, ông tin hỏi bà con coi. Thành được ở nhà thứ bảy á. Đúng rồi. Còn ông? Chú Nhật. Anh em gần quá ha. Cách nhau có ngày một. Hồi đó hát hay lắm. Thôi ông hát được không? Ông làm thử cái tôi coi, ông nổ quá ông ơi. Hát cải lương á không phải là hát hay là hay đâu. À. Mà phải biết diễn nữa. Đúng rồi, Thành được diễn hay lắm. Chứ sao? À. Tôi nói thiệt ông á, hát cải lương tôi diễn lại cũng vỗ tay hết á. Đâu 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 giờ ông hát ông diễn thử khúc tôi coi coi. Cải lương hát cái gì diễn cái đó. À. Coi tôi hát à. À hát hát coi. Rồi hôm nay chúng ta phải xa nhau, mỗi người đi mỗi ngả. Ngọt quá. Anh chấp nhận xa em 5 năm. À, đưa 5 con tay lên. Hoặc 10 năm. 10 con tay. Hay là 15 năm. Rồi đưa 20 năm được không? Được té. Tác giả ai, ít ai viết 20 năm á, sợ diễn viên té. Thôi ông ơi, được rồi, tôi tin rồi. Tin không? Bây giờ ông chịu về bên Viện Dưỡng Lão ở chung với tôi không? Nói thiệt với ông Quang, câu chuyện của ông đó, tôi mới thấy tội nghiệp con tôi. À. Sao vậy? Bây giờ này chắc nó không biết tôi lang thang ở đâu. Nó biết tôi mà đi xin về chắc nó nhục nhã luôn. Ông làm ơn, ông vô trại Dưỡng Lão, ông xin cho tôi ở trong đi, cho con tôi nó nở mặt nở mày. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Cái mặt ông khóc xấu quá à. Cái mỏ nhọn quắc à. Thôi được không? Bây giờ để đi về trước bên đó đi. Rồi tôi nói với thầy.
làm giấy tờ thủ tục rồi vô ở đó không? Dạ, chứ ngủ trước Việt Hương hoài nó rủi hoài à, tỷ. Thôi được rồi nè, tôi nói không nghe nè. Bây giờ trước khi đi đó không? Anh em mình tập bài hát, bài hát cổ nhạc đi. Rồi cuối tuần này á, birthday của bà con cô bác trong đó đó, hai anh em mình hát một bài cho bà con cô bác lé con mắt luôn. Rồi rồi rồi, ông hát thôi. Vô nghe, tôi hát trước ông theo nghe. Đi 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 chúng ta cùng đi. Đi 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 chúng ta đi liền. Đi 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 cùng đi đến đó. Cái đi 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 đi. Ê bậy 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 bậy. Ông hát bậy bạ không? Gì? Ông hát gì mà đi 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 đi. Trời ơi tôi đơn. Đơn cái đơn đơn từng tưng tưng vô đừng đi 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 là ngồi hát vậy. Ừ. Thôi chào bà con tôi vô đi. Ờ chào bà con tôi vô nghe. Ờ. Ai ai ai. Cái tay này mạnh không? Cậu rồi, cậu cái tay đó là cái gì vậy? Cho thằng thấy vô. Thôi chào bà con tôi vô nghe.